tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em có thật nhiều công việc luôn luôn thuận lợi, may mắn, phát tài. Thì hôm nay đây, em lâu lắm rồi không bán máy combin. Hôm nay lại có một đơn hàng con máy combin 375 cho một khách hàng cũng là quen, cho anh Hùng, anh ở Đồng Nai. Nhưng anh ấy mua hộ một ông bạn khách hàng. Ông bạn ấy đang chạy xe ở Nha Trang và đang bị hỏng máy, bị gãy trục con máy combin 260. Thì ông bạn ấy nhờ anh Hùng tư vấn và tìm máy để bạn mua lên con máy combin 375. Thì cũng may là anh Hùng trước đây mua máy Zio 8C của em, là cái loại máy Zio 8C với hộp số Zio 8C đấy. Nếu mà anh em nào theo dõi kênh của em thì không lạ gì nữa. Thì anh Hùng bảo là anh mua bạn, em cố gắng tìm, anh tin tưởng em, anh em mình mua máy với nhau nhiều rồi. Anh tin tưởng em chọn cho anh một con máy thật đẹp combin để anh mua hộ bạn anh. Thì anh đã đặt tất cả niềm tin vào em. Thì để em giới thiệu, dù là ai kể, không bất cứ gì anh Hùng, gần nếu mà ai mua máy rồi, kể cả người mua lần đầu hay mua lần trước hay là đã mua rồi, thì đối với nguyên tắc làm việc của em là vẫn phải máy đẹp, tiền nào của đấy anh em ạ, chứ không phải là người quen hay người không quen mình bán. Vì đối với em là cái chữ tín là luôn luôn đặt lên hàng đầu. Thì em xin giới thiệu qua cái con máy combin 375 này tí cho mọi người cùng biết cái vòng tua của nó. Vòng tua của con này là vòng tua 2002, mã lực của nó là 375 PS, và lòng của nó là một tấc 27 hoặc 30. Thì con máy combin này nó đẹp ở đâu thì em sẽ quay cho tất cả anh em cùng xem và cùng biết. Thực sự là con máy này em vừa về, thực sự rất là đẹp. Đây em quay cho anh em cùng xem này. Đầu tiên là con heo của nó nhá, con heo của tất cả còn nguyên zin nhá anh em nhá. Đây, đây là do lúc anh em thợ nó phột nước vào, nó bị chóc trơn một tí, nhưng tất cả con heo này còn nguyên zin hết. Đây anh em xem này, nguyên zin chưa có dấu mở này. Đây con heo này cũng có nguyên zin hết này anh em này. Đây con heo này, đây nguyên zin hết nha, chưa này. Nếu mà nếu gió mở chỗ này nó sẽ bị mất sơn này, nguyên zin. Nói chung là con máy này nó còn khoảng 90% khẳng định luôn. Anh Hùng anh ấy đặt niềm tin vào em thì nói thật là anh em tin tưởng nhau, đã giao trách nhiệm cho nhau thì không bao giờ dám sai lệch. Cái đấy là cái nguyên tắc làm việc của em. Thì trước khi mua bán thì bảo là tiền nào của đấy thôi. Đây anh em xem này, lốc nó của tất cả những cái vạch xanh này, còn của nhà máy này chạy rất là ít, máy chạy rất là ít nha anh em nhé. Đây lốc nguyên đen xì nguyên zin. Anh Hùng bảo là xong thì em kiểm tra trục cơ cho anh, nhưng thật sự là em cái máy này không phải kiểm tra trục cơ anh ạ. Nếu mà máy này mà của nó không còn cốt nhá, em cho máy luôn, không lấy tiền, cho máy không lấy tiền. Nếu đổ ra cốt không đẹp, máy nguyên zin. Đây anh em xem này, tất cả này lốc nước đẹp long lanh luôn nhá. Đây đi lên cái mặt trước anh em xem thấy có con máy nào tất cả dây. Chỗ này là do vận chuyển về nó bị chạm cái này cái kia, và do bị phồn nước vào nó bị mất một tí sơn. Nhưng anh em xem này, tất cả còn nguyên zin hết nhá. Đây anh em quay, em quay tổng thể lên trên này cho anh em xem biết này, tất cả những con chưa có một tí rong keo nào luôn nhá anh em nhá, chưa có một tí rong keo nào luôn. Máy là nói chung là máy này thì không có điều gì phải chê trách rồi, cực đẹp. Đây rồi sang đến cái mà vì sao em bảo con máy này còn nguyên zin, đến cái lắp quy lát này anh em xem một cái ốc quy lát này nguyên bản nhá. Như anh em ở ngoài miền Bắc thì gọi là ốc mặt máy, nhưng anh em ở trong miền trong sẽ gọi là con ốc quy lát. Anh hiểu không? Ốc quy lát, ốc quy lát nguyên zin này. Đây anh em xem cái mặt này thì biết là thường là biết này, tất cả những con ốc cái mặt đằng trước này của nó còn nguyên bản hết. Nếu mà trục cơ mà bị tháo ra, cái này nó sẽ bị tháo ra hết, tất cả còn nguyên zin. Máy này thì thực sự là em không có thời gian để bổ trục cơ, tất cả còn nguyên zin hết này. Nhưng con ốc này nguyên bản hết từ A đến Z luôn. Rồi sang cái phần quay bên này. Đây đây thay của Phát này các. Em đi lấy đất thổ luôn đấy. Để em lấy của Phát chưa tháo chưa? Đây này, tháo cái này ra đi. Để thay cái củ kia vào. Đây. Thực sự là tất cả anh em xem này đen xì luôn. Máy này, anh em xem này, cái turbo của nó này chạy rất là ít này, nó vẫn còn trắng này, cái turbo vẫn còn trắng này, turbo mới vẫn còn chưa chạy hết cái màu sơn trắng của cái turbo mới nhá anh em nhá. Thực sự là con máy này nó giá trị sử dụng của nó còn rất là cao. Nếu mà máy Việt Nam ra thì giá trị sử dụng nó còn, nói chung là giữa chênh lệch, cái sự chênh lệch giữa máy Việt Nam, máy trong nước và máy nghĩa địa nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Vì thế mà cái giá thành của nó lúc nào cũng khác nhau rất là xa anh em ạ. Nhưng khách hàng người ta đã mua xe, chứ cũng như ông anh này, người ta đang chiết xe ở trên đường, người ta các anh em người ta không bỏ tiếc một vài triệu, 5-10 triệu để người ta mua một con máy đẹp để lắp vào xe để kiếm tiền. Nói chung là nó như kiểu là con trâu ấy, mình mua con trâu để đi cày ấy, mình mua con trâu khỏe anh em ạ, đắt thêm một tí cũng là cũng sướng. Ai cũng thế rồi, kẻ em mua đi mua cái xe cái gì cũng thế thôi, miễn là vừa ý mình, kể cả đắt hơn 5-10 triệu cũng quan trọng. Đây anh em xem này, con ốc quy lát của nó này còn tất cả còn nguyên zin nhá anh em nhá. Đây
thực sự là máy nó quá đẹp luôn, không có điều gì phải chê trách cả. Máy này thì nói thật là chỉ có chê tiền thôi anh em ạ. Máy này chỉ có chê tiền thôi. Máy nghe điện tất cả còn nguyên zin nhá. Đấy. Do vận chuyển về cái cổ phát của nó bị vỡ một tí, đâm em phải thay để cho vào trong đấy cho anh em ở trong anh em ở trong đấy người ta đỡ phải mất việc, ở trong đấy đồ đạc nó không có. Đây sang anh. Thế thôi, bây giờ thực sự là hình thức của con máy này quá ok rồi. Bây giờ sang đến chung hình thức thì 10 điểm rồi anh em ạ. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test lỗ, trước hết là sẽ gửi video cho anh Hùng. Thứ hai là em sẽ đăng cái kênh, nếu mà anh em nào có nhu cầu mua các dòng máy nhỏ máy lớn thì alo cho em. Em sẽ tư vấn cho anh em có làm sao có thể mua được một con máy nào phù hợp nhất với công việc và cái điều kiện kinh tế của anh em. Bây giờ sẽ cho anh em thợ lỗ luôn. Ok nhá. Chỉnh em đẻ ra đi được. Êm du luôn. Không một tí khói, không một tí đổ hôi. Quá chất. Em du luôn nhá. Một tí đổ hơi. Cái ga từ nhỏ lên to xem nào. Cái ga từ từ lên xem thế nào. Chất luôn. Ga mạnh lắm rồi nào.
Quá chất. Vừa rồi em vừa đổ xong con máy Cobin 375 cho anh Hùng. Anh ấy mua hộ một ông anh ở trong Nha Trang. Xe anh ấy đang bị hỏng máy ngang đường. Thì thực sự là con máy này thì đấy, em quay từ đầu đến cuối và em cũng đã lổ cho anh em xem rồi. Máy này nó thật là nó chỉ có chia tiền thôi anh em ạ. Nó xứng đáng đến đồng từng xu từng nghìn một. Thì nói thật là anh em mà mua qua mạng ấy, người ta đặt niềm tin vào mình. Làm sao thì đừng để cho khách hàng người ta cảm thấy, người ta đặt tiền mua của mình và người ta cảm thấy thất vọng vì anh em không ra được. Chấp nhận. Nói chung là đối với em thì buôn bán thì phải có lãi rồi, nhưng cái gì mình cầm đồng tiền mình cảm thấy nó xứng đáng và cảm thấy vui vẻ, đôi bên cũng có lợi. Ví dụ đôi bên mình cầm tiền của người ta nhưng đổi lại mình phải mang lại cái giá trị sản phẩm cho khách hàng, người ta mua người ta cảm thấy là ồ ok, mình mua con máy này đắt một tí cũng được nhưng nó xứng đáng đồng tiền mình mang về. Con máy anh em thợ thuyền, ví dụ anh em gara thợ thuyền, người ta nhìn thấy con máy người ta bảo ôi anh ơi anh mua con máy này ở đâu ấy mà đẹp như thế, anh mua bao tiền mà nó đẹp, nó đắt hơn một tí. Nhưng nếu mà người ta khen mình một câu thì cả đắt hơn 5-10 triệu, cái đấy là không quan trọng. Thì em đã từng mua những cái đồ rồi sử dụng rồi, em biết rồi, đẹp thì nói chung là không bao giờ chắc chắn là đẹp thì không bao giờ có rẻ rồi. Thì và em cũng đã được rất nhiều anh em đã từng như anh Hùng này, rất nhiều anh em khác ở các tỉnh, người ta đã từng mua hàng của em rồi và người ta cũng từng giới thiệu bạn bè, rất nhiều bạn bè người thân mua hàng là cho em. Đấy là cái điều mà em rất là vui vì mình đã mang lại những cái sản phẩm, chắc chắn là mình phải mang lại những sản phẩm tốt đẹp thì người ta mới giới thiệu bạn bè người thân, chứ không ai tự nhiên mà đi giới thiệu bạn bè người thân mua, giới thiệu bạn bè người thân mua những con máy mà kém hoặc là giới thiệu bạn bè người thân mua những cái cơ sở mà nó không đáng tin cậy cả. Cái đấy thì cái chắc là ai cũng thế thôi. Thì qua đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em khách hàng đã luôn luôn tin tưởng ủng hộ Động Cơ Ô Tô Hùng Thịnh. Thực sự là nhờ có tất cả mọi người thì cái kênh bán hàng của em và cái cơ sở của em mới có được như ngày hôm nay. Vì từng khách hàng một người ta mua hàng, người ta mới giúp mình cái thương hiệu và cái uy tín của mình nó mới lớn mạnh hơn. Vì cái đấy là cái một cái điều mà em rất là trân trọng và quý mến. Xin gửi lời tri ân to lớn nhất đến tất cả các quý khách hàng. Chúc cho tất cả các anh em có thật nhiều sức khỏe. Và cũng xin chúc mừng anh Hùng đã mua hộ cho ông bạn của anh một con máy. Thực sự là con máy này nó phải được điểm 10 luôn, chất lượng, điểm 10 cho chất lượng. Chúc cho anh về dùng thật bền, dùng thật tốt. Và xin gửi lời cảm ơn đến anh. Mong sao anh em mình có thể làm ăn được với nhau thật lâu dài. Em gửi lời cảm ơn anh. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nhá. Xin chào.